Hương vị gia đình tập 29 với sự xuất hiện của hai gia đình vô cùng năng lượng, những câu chuyện đầy kỷ niệm. Về món ăn đi, thì gia đình của đội Như Phúc có món ăn kỷ niệm hay là món ăn đầu tiên nào không ạ? Cô nhớ là cô ăn cơm cháy với khô quẹt. Giống như là đặc thù nghề nghiệp anh Hoàng, có nghĩa là khi mà tụi em tập tuồng xong hay là diễn xong thì không có thể nào mà ở nhà nấu ăn được. Thì cái món ăn mà gọi là hai anh em mà kỷ niệm với nhau nhất có lẽ là hủ tiếu gọt. Với hương vị thân quen được nấu từ hai quý ông, liệu người thân của họ có dự đoán chính xác ai là người nấu hay không? Kính mời quý khán giả cùng đón theo dõi tập 29 Hương vị gia đình, được phát sóng vào lúc 19:15 thứ năm ngày 18 tháng 7 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.